Hello Gác Hạnh, cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của những anh em. Thì ngày hôm nay xem như là ngày mà gọi là sẽ tiễn đưa thầy ông nội nhập trại nha cô chú anh chị. Thì các anh em có mặt ở đây rất là sớm để nắm bắt tình hình. Thì cũng vô tình gọi là gặp được một cái nhân vật cũng khá là đặc biệt. Thì trước mặt cô chú anh chị đây là Trần Long Mẫn, thì có kênh YouTube Trần Long Mẫn. Thì sẵn dịp ngày hôm nay thì mình cũng muốn cập nhật một số thông tin liên quan đến những cái ngày sắp tới cô chú chị, liên quan về cái sự việc lừa đảo á. Thì đối với Trần Mãn cũng xem như là một người trước kia cũng từng ngộ nhận và làm tin trong cái nơi đó, và cũng đã bị ông Lê Tùng Vân cũng lừa một số khá. Thì ngày hôm nay sẽ Trần Mãn sẽ chia sẻ cái quá trình những ngày qua làm việc gì như thế nào, để cho cô chú được nắm bắt và hiểu biết rằng cái sự việc lừa đảo đó sắp tới như thế nào. Thì lời nói đầu tiên cho Trần Long Mẫn xin chào kênh của Sống Vì Cộng Đồng, Thanh Huyền cũng như anh Estam TV. Thì câu hỏi về cái quá trình mà lừa đảo của ông Lê Tùng Vân như thế nào, và cái câu chuyện là khi nào ổng thi hành án. Thì nói chung cái lịch thi hành án thì như thông tin ở trên xã hội, trên mạng thì cũng đã đầy rồi. Cái bản án của chánh án tòa án của huyện Đức Hòa đã ký quyết định là thi hành án đối với ông Lê Tùng Vân về cái điều 331, thì khán giả nào cũng đã biết được. Còn cái ngày nào mà đưa ông đi thì cái đó là tùy thuộc vào bên phía cơ quan chức năng. Mình là cũng như người dân địa phương, mình không có biết chính xác được cái ngày nào mà thi hành án. Còn trở lại cái câu chuyện mà lừa đảo, thì suốt 3-4 năm qua, cái kênh Trần Long Mẫn cũng như những anh em khác thì đề cập chủ yếu là cái phần mà lên án ông Lê Tùng Vân, tỉnh Thất Bồng Lai là lừa đảo. Sở dĩ mình lúc nào cũng lên nói lừa đảo là tại vì đã lừa bản thân của mình cũng như những người bạn mình và một người chú như là chú Thiện Đạt. Mà chú Thiện Đạt thì quý vị cũng biết rồi, lên nhà của Trần Long Mẫn, mỗi khi mà lên ông Lê Tùng Vân cho quà, cho tiền rồi này kia, thì sau khi cho thì lúc nào cũng ghé nhà Trần Long Mẫn để ăn uống, rồi uống nước, cà phê, cà pháo. Tại vì đối với chú thì chú công việc rất là bận, nhưng mỗi lần lên trên quỹ Đức Hòa này thì xem như Trần Long Mẫn là một người thân, để trò chuyện cho bao nhiêu, hôm nay cho bao nhiêu, làm cái gì, chở ông Lê Tùng Vân đi đâu. Còn cái chuyện đó là chuyện của chú. Rồi còn Trần Long Mẫn thì nói chung thì quý vị còn trên kênh thì quý vị sẽ xem thấy hết Trần Long Mẫn cho cái gì, hoặc thậm chí tiền bạc á, thì cái đó là nó nhạy cảm. Thì Trần Long Mẫn xin phép không có nói trên cái đường live ví dụ như cho bao nhiêu, nhưng mà cho quý vị biết là có cho. Thì sau khi mà cái vụ 331 kết thúc trước đó, thì cơ quan chức năng cũng đã có mời làm việc để giống như hợp tác. Thì cũng có đi theo chú Đạt, Đạt Long An cũng vào để cung cấp những gì mà mình có chứng cứ, cũng như là những thời gian qua mình nói rất là nhiều, thì người ta mời lên, người ta xác minh rồi. Cái chuyện đó là tất nhiên rồi, tại vì 3-4 năm qua gào thét là nói quá là nhiều đó, thậm chí bị bên fan Thiền Nam công kích rồi này kia đó. Nhưng mà cuối cùng thì quý vị cũng đã thấy cái kim trong bọc có ngày cũng phải lòi ra. Thì ông Lê Tùng Vân cũng đã nhận được cái bản án, và đầu tiên trước tiên là cái bản án là 331. Mà quý vị thấy một cái nơi á, chùa chính thống thì không bao giờ người ta sẽ, lúc nào cổng chùa cũng sẽ ghi là từ bi và hỷ xả, còn ông Lê Tùng Vân là sân si và kiếm chuyện. Nói chung là quý vị thấy suốt thời gian qua là quý vị cũng đã hiểu. Còn cái chuyện lừa đảo thì sớm muộn có thể là sau khi thi hành án 331 xong, thì tiện đường gom một lượt cha con của ổng như Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên là ổng luôn này kia đem ra để xử cái vụ lừa đảo. Vậy là ở đây Trần Long Mẫn cũng đã xác nhận cho tất cả mọi người bản thân Trần Long Mẫn cũng đã làm việc với cơ quan chức năng ở đây, và bản thân Trần Long Mẫn cũng xác định mình là một trong những các bị hại. Nếu chính xác là như vậy, em suy nghĩ như vậy, em mới hợp tác và làm YouTube để đăng lên YouTube á. Thì nói chung á, tiền anh em làm YouTube cũng biết nó cũng không có bao nhiêu so với cái số tiền mà để cho ông. Đúng rồi. Nhưng mà cái điều quan trọng tại sao mà Trần Long Mẫn phải đem cái câu chuyện này ra ánh sáng là gì? Mình là người địa phương sống cạnh ở đây,
đó. Sau này cái tội Hoàng Nguyên Nhất Nguyên, ông Lê Tùng Vân đã quý vị thấy ông lừa đảo, ông gây náo loạn cho xã hội như thế nào thì quý vị cũng thấy. Thì mà bản thân mình là người dân, mình nghĩ sau này ví dụ con mình, cháu mình, thậm chí những người bạn của mình, biết đâu sau này những đứa nhỏ, mình nói mình phòng hờ thôi, thì mình đã biết được cái chuyện làm sai trái của ông, thì mình giống như muốn làm trong sạch của xã hội, mình phải góp tiếng nói. Tuy là một mình thì không làm được, nhưng mà nhiều người góp chung một tiếng nói thì có thể. Cái ngày thành quả ngày hôm nay thì câu chuyện của ông Lê Tùng Vân nó người ta cũng đã hiểu đó. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng thì bản thân Trần, ngoài Trần Long Uẩn ra thì Trần Long Uẩn có biết thêm về những cái thông tin nào mà Trần Long Uẩn có thể chia sẻ, ví dụ như là có thêm các bị hại nào đã, mình không nói là danh tính, hoặc là ngoài Trần Long Uẩn ra thì có, chắc là phải có thêm vài bị hại để cung cấp đến các cơ quan chức năng và làm việc rồi đúng không? Thì nói chung thì bị hại thì mình chưa nói là bị hại mà là người đến làm việc hợp tác. Hợp tác á, thì đa số thì nghĩ là chắc cũng nhiều, nhưng mà mỗi người danh tính người ta sẽ giữ kín hết, tại vì người ta không có nói. Còn em thì cũng không có quá xa lạ gì hết, em cũng không ngại lên ống kính, tại vì bản thân em cũng đã từng làm YouTube, em cũng đã từng lên góp tiếng nói để em nói lên cái nơi này. Giờ một con số cụ thể áng chừng thôi, khoảng thôi. Đối với Trần Long Uẩn thì Trần Long Uẩn có thể cho khán giả của cộng đồng mọi người biết qua là khoảng như Trần Long Uẩn là có đến, có mình nghĩ là đối với mình đoán thì có thể là đến hàng trăm triệu rồi đến chưa, và chú Thiện Đạt thì nó khoảng hàng vài trăm rồi thì phải. Mình chú nghe phong phanh như vậy có thể lên con số chính xác là 500 mấy. Trời ơi, 500 mấy gần 600. Và bản thân mình thì nói đến hàng trăm thì không có, thì có ví dụ như hàng chục thì có, thì trong đó thì cho rất là nhiều, tại vì nó diễn ra rất là nhiều năm, đúng nhiều rồi. Tháng, nhiều ngày, chả nhớ được hết mình rồi. Không bao giờ mình nhớ, tại vì mình xác định mình cho là mình không có tính toán và không có ghi chép lại sổ sách, thì đối với mình cũng không có nói để mình lấy lại cái số tiền đó làm gì. Nhưng ở đây cốt lõi mình cho quý vị biết trên mạng là cái nơi đây là giả chùa tu để lừa những mạnh thường quân, để mình nói ra để cho những người khác nếu mà có tấm lòng á, người ta sẽ giúp cho những cái hoàn cảnh khác. Điển hình như quý vị thấy một cái người mà hiện tại hôm nay là 19 tháng 12 năm 2022, thì cái ngày này là dự đoán là di lý ông Lê Tùng Vân về trại giam, là cũng chính là cái ngày mà cái cô hàng xóm mà hàng trăm ngàn view mà Trần Long Uẩn quay á là hy sinh, nói chung là mất. Thì ở đây nhắc đến cái cô đó mất là Trần Long Uẩn muốn nói cho quý vị biết cái cô này mất lý do là không có tiền đi trị bệnh đó. Thì Mạnh Thường Quân thấy người nghèo rất là nhiều, thậm chí người ta phải bỏ mạng vì nghèo không có tiền uống thuốc. Thì quý vị Mạnh Thường Quân có thể thiếu cha gì ở ngoài xã hội, biết bao nhiêu cái hoàn cảnh đang cần được cứu mạng sống, đúng rồi. Tại sao không cứu mà cứ đổ tiền vào đây để... khi đó cơ ngơ một cái nhà lầu như thế này ha. Đúng rồi, thì quý vị thấy chính vì những cái hình ảnh đó, những cái người bệnh khó khăn người ta đang cần cầu cứu vậy, mà mình biết được cái sự thật ông Lê Tùng Vân và mình không nói ra, thì cái lúc đó là nói chung là trong lòng nó rất là mất vải nấy. Chính cái đó là cái động lực và cũng cái là cái thôi thúc mình để mình nói ra, để cho quý vị khán giả, những người mà chưa biết hoặc đang ngộ nhận sẽ tỉnh ngộ. Cho hỏi câu này nha Trần Mẫn, thì là theo Trần Mẫn nghĩ á, là cũng như là ngày hôm nay là cũng như là cuối cái ngày mà đợi để cho ông Lê Tùng Vân thi hành án, thì theo Trần Mẫn nghĩ rằng là ông Lê Tùng Vân có bị quản thi hành án theo những gì không tin mạng, hay là sẽ khả năng bị thi hành án? Cái chuyện như hồi nãy nói Trần Long Uẩn, cái chuyện mà chia sẻ hồi nãy, cái ngày mà ông Lê Tùng Vân đi thi hành án thì mình là cũng người dân bình thường với các bạn thôi, thì làm sao mà biết chính xác được cái ngày. Nhưng mình nghĩ cái đi thi hành án chắc chắn là phải đi thi hành án, chứ đừng có lấy cái lý do người già sức yếu thôi tha cho này kia là không có được. Tại vì luật pháp là cho dù bao nhiêu tuổi, nhưng mà cái tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, thì phải đi thi hành án, cho dù có hy sinh ở trong trại giam
cũng phải thi hành án. Đúng rồi, điều này rất đồng ý. Cho dù là mình nói thẳng luôn là cho dù Lê Tùng Vân có chết ở trong trại giam, ông ta cũng vẫn phải hoàn thành cái nhiệm vụ của mình, đó là trả giá cho những cái việc làm. Rồi à, Trần Mãn cho anh hỏi thêm một vấn đề là theo Trần Mãn là người cũng đã được cơ quan chức năng mời đến làm việc trong cái vấn đề cũng như là tìm hiểu về cái sự việc ông Lê Tùng Vân lừa đảo á, thì theo Trần Mãn nghĩ là những ngày sắp tới cái vấn đề lừa đảo đó có gọi là được khởi tố bị can trong cái sự việc này không? Cái chuyện mà lừa đảo khởi tố thì cái phần đó là của bên phía cơ quan. Đây là cái suy nghĩ của mình cảm nhận thôi. Cái suy nghĩ thì tôi nghĩ là chắc chắn chứ không phải hy vọng, tại vì sẽ làm sáng tỏ cái vụ lừa đảo. Tại vì nếu một khi cơ quan không nhúng tay vào thì sẽ không làm, nhưng mà một khi đã nhúng tay vào là phải làm cho ra lẽ những người bị hại có đúng như vậy hay không. Đúng rồi. Có bị mất tiền hay không? Với lại mình nghĩ như thế này này, cái quan điểm của mình cũng khá na ná với Trần Long Ẩn. Trần Long Ẩn ở đây mình bổ sung một xíu là cơ quan chức năng sẽ phải làm ra nhẽ để trả lời cho những người, mà đặc biệt là những người bênh vực Thiên Nam á. Họ cứ nói là ông cha con ông Lê Tùng Vân không lừa đảo, thì bây giờ cơ quan chức năng sẽ chứng minh cho mọi người thấy. Đúng đó, không? Và sẵn đây 4-5 năm qua thì đến những giai đoạn này là giai đoạn cuối cùng mà gia đình ông Lê Tùng Vân trả giá, thì Trần Long Ẩn sẽ nói là rubric để cho quý vị sâu chuỗi lại. Thì cơ quan chức năng người ta làm việc rất là bài bản và không phải là một sớm một chiều, không phải là làm một nhanh, mà phải trải qua hàng năm trời. Cái vụ ông Lê Tùng Vân này thì bên phía cơ quan đã vào rất là lâu rồi, nhưng mà người ta âm thầm, người ta xác minh. Đúng chứ rồi. Không phải là đến bây giờ người ta nói một hai đơn cái bắt đầu là vô bắt là không có. Đúng rồi, đúng. Người ta theo dõi rất là nhiều đó, và thậm chí cái quán cà phê, bây giờ cho quý vị khán giả đang xem này biết địa điểm, thì cái quán cà phê mà ở dưới cái trạm thu phí Đức Hòa đường xuống Bến Lức đó, thì cái quán cà phê ngay cái ngã năm ngã tư đó, là cái quán đó là nơi mà Lê Thanh Nhị Nguyên mang cái cặp gia xuống nhận tiền và bị tóm ở đó. Thì ở đây quý vị thấy cơ quan chức năng đầu tiên là tại sao, ví dụ như tội lừa đảo nè, 331 nè, rồi loạn luân nè, tại sao không xử lừa đảo trước mà lại xử 331? Nó có một cái sâu chuỗi và logic. Bản thân cá nhân Trần Ngọc Mẫn suy nghĩ, tại vì đầu tiên là xử 331 là chính ông Lê Tùng Vân và những người con ổng thừa nhận trên tòa, và truyền thông đã ghi hình lại hết, thừa nhận tôn giáo không tu, thích mặc đồ gì thì mặc, đúng không? Thì bây giờ chính ổng thừa nhận, thì bây giờ là cái đó là cái bằng chứng để kết tội ổng lừa đảo. Tại vì những mạnh thường quân, cái đó cái lừa đảo thôi. Người mạnh thường quân bây giờ người ta vô ta cho tiền thì ổng nói ổng là thầy. Đến bây giờ vẫn gọi là thầy. Đó là một cái lừa đảo. Lừa đảo trắng trợn mà người ta, mình chỉ cần mình nhìn thôi là mình biết. Và một khi mà 331 xong là tiếp nói là lừa đảo, tại vì cái ông chính bên 331 ông đã thừa nhận ông không phải là chùa, đúng rồi, ông ấy là thầy. Thì một khi mà lừa đảo xong là bắt đầu xoáy vô cái vụ mà quyết thống. Vậy mà khi đi thách thức danh hài, nói chung thì qua cái lời chia sẻ của Trần Mẫn á, thì tôi cảm nhận một điều rất là đúng với những cái suy nghĩ mọi người. Tại vì cơ quan làm rất là logic theo trình tự, từ cái việc 331 nó sanh ra để chúng ta biết được cái nơi đó thật hư có lừa đảo hay không. Thì từ cái lừa đảo nó mới sanh ra cái vấn đề có loạn luân hay không, về cái việc là xét nghiệm để xem xét trùng hay không đó. Bây giờ nè quý vị, cái chuyện mà có loạn luân hay không á, là tuy không chưa có công bố, chưa có nói ra đại trà. Thứ nhất là cái chính sách khoan hồng, cũng như mình phải chính sách nhân đạo đối với trẻ con nữa, trẻ con mình phải quyền của trẻ em nữa. Giữ lại chứ để sau này nó lớn lên nó mặc cảm với xã hội. Rồi, quyền của trẻ em và phụ nữ, cái đó là mình phải theo Trần Mẫn vừa phát biểu cái câu đó, thì điều đầu tiên mình chỉ hỏi ý kiến cá nhân của Trần Mẫn để chia sẻ với mọi người cảm nhận ha, là mình còn biết nhìn nhận điều đó. Thì còn đối với những người mà cho rằng là yêu thương cái Hiền Am, yêu thương những cái người trong hộ gia đình này, thì họ cứ ngày đêm thúc đẩy là mong sao cơ quan hãy nên gọi là công bố vậy vấn đề đó thật hư có loạn lưng hay không. Thì theo mình Trần Mẫn nghĩ họ đưa ra những cái vấn đề vậy
Ông hẳn cảm nhận như thế nào? Cái đó là tôi nói cảm nhận riêng Trần Long Huẩn. Người lớn sai, người lớn chịu trách nhiệm pháp luật. Còn những đứa trẻ nó có biết cái gì đâu. Chúng là người dẫn dắt. Nhưng mà không đừng vì người lớn mà lại lôi tên tuổi của nó ra để công bố lên. Sau này ví dụ như nó lớn lên nó tự ti, à, mẹ mày á, là dạy ở với ba mày hay sao sao, thì à, người ta sẽ nên trí quan điểm đó. Thì bây giờ cái chuyện mà lừa đảo thì nó cũng đã sáng tỏ luôn cái chuyện huyết thống rồi. Nếu huyết thống có thì mới trùng, thì mới bắt đầu mới xử lừa đảo. Còn nếu mà không trùng huyết thống, người ngoài vào thì ông nói là ông nuôi trẻ mồ côi thật sự là đúng thì làm sao mà nói chung là cái bằng chứng đã có ngay từ khi chẳng hạn như cái việc mà mình đối với góc độ chẳng là họ lừa đảo chồng ảnh đi, thì chồng ảnh nghĩ rằng cái mục đích ban đầu của chồng ảnh giúp là mục đích nó như thế nào mà đến giờ phút này chồng ảnh cho rằng là họ lừa. Đầu tiên thì nói thẳng luôn trên video những anh em đang quay, thì số tiền tôi giúp không có nhiều, nó tính tiền vài triệu tiền chục thôi, nếu mà gom lại hết á. Nhưng mà ở đây cái suy nghĩ tại sao giúp, tại vì tôi thấy lúc đó tôi đi Nhật về thì tôi có tiền, tại vì giá trị của đồng yên đổi ra tiền Việt thì nó có cao, giá tỷ giá nó cao, thì trong khả năng tôi cho đâu, ví dụ như tôi có 300 triệu đi, nửa tỷ đi, thì tôi trích ra cỡ 50 triệu, tôi cho là cái trong khả năng của tôi, tại vì tôi suy nghĩ lúc đó là đây là những đứa trẻ mồ côi, ngoan hiền, lễ phép, thì cũng như bao người khác thôi. Mà hơn nữa là tại mình gần nhà, mình có thể đi ra đi vô, đi ra đi vô. Mà bản thân gần nhà mà mình thấy vậy mình không giúp được thì nó cũng ngại với lương tâm. Đừng nói với người ngoài, lương tâm mình. Rồi mình thấy mấy đứa đó nó nhỏ mà nó tội nghiệp quá, không cha không mẹ, thì mình giúp đỡ. Thì theo chồng ẩn vừa chia sẻ như vậy á, thì lại có người như bà Lan nào á, thì cho rằng là cái vấn đề mình giúp là tự mình giúp, tại sao cho rằng người ta lừa đảo. Bây giờ bà Lan bà đặt cái câu hỏi vậy thì tự mình giúp đúng không? Thì cái tự giúp là cái lần chứ đầu, người ta đâu ép mình giúp đâu. Nè, tự giúp là cái lần đầu tiên là do mình không nói đi. Tôi sẽ nó trả lời cái câu nó hỏi bà Lan, câu hỏi rất là hay. Thì lần thứ hai, lần thứ ba thì Nhất Nguyên có gọi điện thoại. Ví dụ muốn ăn uống, muốn làm cái gì đó là nó chủ động nó gọi cho mình. Và thậm chí cái chữ mà thiền am bên bờ vũ trụ, tôi với Nhất Nguyên hai người cắt đề can dán lên. Lúc đó Nhất Nguyên có nói là khổ, chùa không có tiền, mà đến bây giờ nó xây cái nhà trước mặt sau lưng nào quý vị thấy to nhất vùng luôn, không có tiền để sơn lại. Trần Long Huẩn có nhà ý bây giờ á, ở ngoài này rong rêu cũ kỹ, mái tôn sập sệ, tại sao không sơn lại cho nó sạch sẽ này kia. Thì cái câu nói đầu tiên là không có tiền, không có tiền nha. Thì Trần Long Huẩn nó bao nhiêu thì con sẽ giúp bấy nhiêu, nhưng mà trong khả năng con thôi. Cái chuyện gì lớn á, ví dụ xây nhà lầu mình làm không nổi, chứ cái chuyện mà mua nước sơn á, mình sơn thì mình bỏ công, mình bỏ tiền ra mua sơn mình phụ, chứ sơn chi có ô vậy rồi gắn mấy cái chữ lên. Nhưng mà cái đó là bây giờ mới hiểu rõ, cái đó là chiêu trò để dụ dỗ mình, để qua mặt mình đúng không? Có rất nhiều nó ngụy trang, ngụy trang, nhưng mà phía trong á thì quý vị cũng thấy rồi, đá cẩm thạch một viên như vậy dài trăm triệu một viên, tảng đá đâu đó heo được biết được cái tỷ mấy rồi màu tảng. Nói chung mày cái buổi chia sẻ của chồng ẩn bữa ngày hôm nay á, thì hâu tóm lại thì nó cũng khá dài rồi, thì hâu tóm một ý chính lại là theo chồng ẩn nghĩ là cái việc mà quản thi hành án thì là cái tỷ lệ nó khó xảy ra, và cái việc mà sắp tới cái vấn đề khởi tố lừa đảo thì cái tỷ lệ đối góc độ chồng ẩn đã được các anh mời lên để làm việc á, thì chồng ẩn cảm giác một điều là khả năng mà cái việc mà nói Hiền Am không có lừa đảo là cái chuyện đó không có thể nào xảy ra đúng không? Thì theo thâu tóm vậy ha. Rồi thì nói chung mày chồng ẩn cũng có cái lời chào đến khán giả trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay ha. Thì cô chú anh chị khán giả, như em đã hứa trên cái kênh của em, những cái thời gian mà khó khăn nhất quay đầu bóc lên sự thật gia đình ông Lê Tùng Vân, là em đã ra video liên tục, và em có nói sau khi mà ông Lê Tùng Vân này trả giá thì có thể là em sẽ không nói nữa. Thì thời gian gần đây em rất là bận, thì cô chú anh chị cũng thông cảm không có xem video của Trần Long Huẩn cập nhật tin tức ở tại Thiền Am. Nhưng mà em có hứa với khán giả, nếu có cái tin tức gì liên quan đến ông Lê Tùng Vân là em là sẽ
trực tiếp xuống đây và đưa tin để gửi gắm cho quý vị. Thì có ít ra video thì quý vị cũng thông cảm và ủng hộ mấy cái kênh của những người bạn của Trần Long Mẫn như anh S Tam nè, Thanh Nguyên với Sống Việt Cộng Đồng, để có tin tức gì có thể Trần Long Mẫn không quay, Trần Long Mẫn sẽ chia sẻ cho mấy bạn và mấy bạn đăng lên. Được, rất cảm ơn Trần Long Mẫn. Cũng hy vọng là cơ quan chức năng sẽ làm sáng tỏ những cái vấn đề sắp tới. Cảm ơn tất cả mọi người ha. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị hai sản phẩm là một trong những đặc sản của vùng quê hương Bạc Liêu cũng như là Cà Mau. Trước tiên đó chính là trà bông tôm 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên chứ không phải là tôm nuôi nha cô chú anh chị. Thì chúng ta được biết là trà bông đó thì chúng ta ăn cùng kèm với xôi nè, với cháo trắng nè, hoặc là với cơm thì cực kỳ ngon. Thì bảo đảm cho cô chú anh chị đây là 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên. Và một keo em đang cầm trên tay đó, thưa quý vị, là nửa ký là 800.000, 1 ký là 1.600.000 nha. Còn đây là một trong những cái sản phẩm mà em đã bán được rất nhiều, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha quý vị. Một chai em đang cầm là nửa lít là 750.000, 1 lít là 1.500.000, miễn phí ship toàn quốc cho tất cả quý vị khán giả. Thì những sản phẩm bên em á, kèm hai sản phẩm này thì hoàn toàn là miễn phí ship toàn quốc. Còn quý vị khán giả, cô chú anh chị nào ở phía nước ngoài thì cái phần phí ship thì quý vị khán giả khi mà mua đó thì sẽ phải chịu nếu như quý vị ở nước ngoài. Rất mong cô chú anh chị đó hãy ủng hộ cho những cái sản phẩm của bên em, mật ong rừng nguyên chất cũng như là trà bông tôm. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.